chào các bác. Thì nhân tiện đây em cũng xin là em cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ em trong cái lô hàng này, là cái lô hàng của S333 này. Đấy. Thì hiện tại lô hàng này đã sáng nay đã hết rồi, đã hết sạch và hết sạch không còn một bộ nào cả. Chính vậy em đang đóng hàng đây, đấy, đang chờ đóng hàng, rất là cẩn thận. Thì hàng đã được đóng đi thì được đóng gói rất là cẩn thận đây. Trong đây sẽ đủ hết nhé, sẽ đủ hết cho các bác này. Trong lăn này, rồi sau ly này, anten đang đây rồi, anten này, bích này, tất cả được bọc rất cẩn thận rồi, bọc xốp lại. Đây là đang bọc xốp lại, bọc xốp là sẽ bỏ vào hộp, cái hộp cho bác nhé. Đang đóng đi hết rồi, sẽ đang để lần soạn hàng đây. Thì nhân tiện khi đang soạn hàng đây á, thì em sẽ hướng dẫn cho các bác luôn, cho các bác luôn cách chỉnh một số chức năng ở trên đây, trên cái đầu thu này. Nhiều khi nhiều bác về sẽ không biết sử dụng. Vì ở trên mic này, thì khi em cài em sẽ cài chế độ chung, em sẽ cài độ nhạy vừa phải và âm lượng vừa phải. Chính như vậy về nhà các bác nếu mà thấy âm lượng nó nhỏ hoặc là nó không nhạy, bác kia thì các bác sẽ tùy chỉnh theo ý các bác nhé. Mình sẽ chỉnh rất là dễ. Đây thứ nhất, đây là cái nút khóa, cái này nó nút khóa các bác nhé. Thì các bác này. À, các bác ấn giữ. Đấy, ấn giữ là nó mở khóa. Đấy, còn ấn giữ tiếp là nó khóa lại. Đấy là nó khóa lại, lock là khóa lại nhé. Rồi bây giờ các bác bấm không được này. Đấy, bấm nút nào cũng không được hết. Đấy, các bác thấy không ạ? Thì bây giờ các bác muốn sử dụng chức năng trên đây thì các bác sẽ ấn cái nút mở khóa rồi giữ là nó sẽ unlock. Rồi. Đây. Đây với đây nó sẽ là nút mở to mở nhỏ. Đây các bác nhá, âm lượng đây, mở to mở nhỏ đây. Đấy. Nó mở to mở nhỏ đây. Em đang để mức độ là 221 hết, toàn bộ là 21. Đấy, 21 hết đấy, thì em sẽ để 21 rồi mặc định đúng không ạ? Còn đây nút set là nút do tần số, do tần số nó tấn đến hiện cái này là do tần số. Đây hiện tại tần số đây nó đang trùng với đây 5751960 751960 đấy, 751960 đúng không ạ? Thì trên đây cũng vậy đấy, nếu mà nó lệch thì chúng ta dò lại nha. Đấy nó lệch ở đây đấy, chúng ta phải dò lại 751960. Khi dò trùng tần số ở trên tay vào cái đầu nó tự trùng nhau rồi thì chúng ta nhấn nút set lại, ta nhấn lại cái nút set để cho nó lưu. Đấy, thì bây giờ alo là nó có 1 1 2 2 3 4 5 6 7 7 7. Thì có rồi. Thì thứ nhất là em cũng không biết nhiều người đang sử dụng là âm ly hay là vang số. Chính như vậy em cài đầu nhạy rất là bình thản, em cài đầu nhạy hầu như là nhạy thấp để cho các bác để cho đỡ hú. Em đã bật trúng hú rồi nhưng mà nhiều khi các bác sẽ ấy. Thứ nhất này các bác để ý nha, em đặt cái chân lại cái. Chặt cái chân này em là gần để không gì giữ khổ vậy ạ. Đây nhá, đấy cái nút GS đây này, GS đây này, nó là cái chức năng bật tự ngắt nhá, bật tắt tự ngắt. Bác nhìn này, cho nhắn giữ này. Đấy, từ nhắn nhận canh nhất này, rất là khó. Đấy, nhìn này, bác nhìn này, bấm cái nút này nhá, ấn nút này này, bộ cái tâm vào, ấn giữ. Đấy, nó hiện 65 on và nó hiện cái chữ đây. Đây, để tắt cái màn hình này cho dễ nhìn. Đây nó hiện cái chữ ở đây này. Đấy hiện cái chữ ở đây. Thì nó đã bật tự ngắt rồi. Còn nếu chúng ta ấn giữ và nó tắt nó mất cái chữ đi. Đấy từ ấn cho nó mất chữ đi. Ấn giữ nhá. Đấy nó hiện 65 ổp á. Tại điện thoại nó không quay được, màn hình nó màu xanh nó khó quay quá. Thì cái chữ ở cái góc ở dưới cái báo pin này nó sẽ mất đi. Thì đó là chúng ta đã tắt tự ngắt rồi. Tắt tự ngắt rồi. Bây giờ em bật lên nhé, bật lại này. Ấn giữ. Đấy nó hiện chữ 65 ổp 65 on. Là được, nó nháy nhanh lắm, nó sẽ mất luôn rồi. Chúng ta để ý nha. Cái thứ hai á là chỉnh đầu nhạy. Chỉnh đầu nhạy đấy thì chúng ta ấn cái nút giữa này. Các bác thấy nút giữa này. Đấy, ấn vào cái nút giữa. Ấn nút giữ nha. Ấn giữ đầu tiên, ấn giữ. Đấy, nó sẽ hiện ra là trúng hú này. Rất là nhanh các bác để ý này. Rất là khó nhìn tại màn hình nó màu xanh. Cố gắng em làm xem không bác nhìn được. Ấn giữ. Đây nó sẽ hiện ra đây trong hú đây các bác này, 4 cấp độ. Các bác xoay đấy cứ ấn tiếp này. Đấy cứ ấn tiếp không thả ra nha, cứ ấn từng cái một thì nó sẽ xoay tròn. Đấy chúng ta để số 4 là được, chúng ta thả ra nhã ra rút ra ngoài thì nó sẽ dừng ở số 4 và nó thoát ra ngoài ngay. Đấy, nó rất là nhanh các bác để ý, nó thoát ra rất là nhanh. Chúng ta phải làm, nếu mà chúng ta làm chưa được chúng ta phải làm lại. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn này, em phải để ý nha, em vẫn nhấn lại nút này, vẫn nhấn lại cái nút này nhá, nhưng mà em sẽ nhấn giữ cho nó vượt qua luôn, nó giữ tiếp cho nó vượt qua cái phần chống hú luôn. Nó hiện ra chống hú các bác không thả ra nhá, các bác vẫn giữ tiếp cho em không thả ra. Nó hiện ra cái chống hú rồi các bác vẫn không thả cái tâm ra, vẫn cứ giữ tiếp thì nó sẽ chạy vào cái phần
cái phần tủ bát, cái phần độ nhạy đấy, giữ tiếp, giữ tiếp cho thẳng đo này, hết độ nhạy rồi. Thì cái đang nữa là trừ 20 bê bắt được, ấn cái nút đó, vẫn cái nút giữa thôi, cứ ấn vòng tròn đây là nó xoay tròn đấy. Thì nếu mà để độ nhạy từ 10 độ decibel á, không trừ hết 10 độ decibel thì nó rất là nhạy, nên em sẽ để trừ 20. Thì nếu các bác là muốn nhạy hơn thì các bác để lên trừ 10 đấy, đừng để trừ không thì không, nó nhạy lắm, nó nhạy lắm nên là nó rất là dễ hú mà nó nhạy khủng khiếp luôn. Thì các bác cứ để không trừ 2 trừ 10 thôi, nếu bác nào muốn nhạy thì còn không, em để cho được, hiện tại em để trừ 20, hiện tại là em đang để trừ 20 cho các bác. Thì bác nào mà muốn nhạy hơn thì các bác để lên trừ 10 vậy thôi. Còn hoàn toàn có cái nút trên đây là chỉnh tần số thì chúng ta không cần dùng tới đâu, bởi vì em đã chỉnh sẵn rồi đấy, trên đầu bây giờ chúng ta chỉ cần biết như thế thôi. Phần đây tắt nguồn bật lên nó vẫn y chang vậy, tự nhiên là mắt phải để sát hơi thấy được, rất là khó, màn hình cái màu xanh chúng ta khó thấy. Khi hàng em đi em sẽ bỏ đầy đủ linh kiện cho các bác nhé, các bác cứ về cái việc dùng thôi. Mặt sau này mặt sau cho bác để ý đây, thì chúng ta cũng cắm nguồn vào đây, đây chúng ta cũng cắm nguồn vào đây, và dây sau ly chúng ta cắm vào đây. Cái đây là hai cụm canon, thì những bác nào có nhu cầu dùng canon thì chúng ta mới dùng, còn đồng thời là chúng ta sẽ không dùng. Đa số là những bác làm sự kiện sử dụng cụm canon, còn gia đình thì chúng ta không cần dùng cụm canon đâu. Đấy, chúng ta chỉ cần dùng dây ở đây, dây 6 ly thôi này, chỉ dùng dây 6 ly là thôi, ok rồi. Thì các bác nào mà chưa biết hoặc là muốn về á, muốn chỉnh theo ý mình, muốn nhẹ hơn bao nhiêu cũng được. Còn chúng ta nếu chúng ta thường thường ở một cái độ nhạy chúng ta cũng không cần chỉnh đâu, có thể chúng ta sẽ tăng gam lượng lên đấy, tăng lên là 23, 24 chẳng hạn đấy. Nếu mà thấy nặng thì chúng ta tăng lên, không chúng ta để xuống đấy. Các bác nào thấy nhẹ quá thì để sẵn thì giảm xuống đấy, vậy thôi. Thế khi chỉnh xong rồi các bác nên khóa lại nhé, nên khóa lại cho an toàn, thì trẻ em vẫn đã đụng vào, nó chỉnh lung tung thì chúng ta lại không biết làm, vậy thôi. Đấy, chào các bác nhé. Thì hàng hôm nay em sẽ gửi đủ trả đơn cho các bác đầy đủ luôn, thì các bác vui lòng kiểm tra hàng trước khi thanh toán, kiểm tra hàng đầy đủ trước khi thanh toán nhé. Ok rồi, hãy thanh toán nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã ủng hộ em. Chào tạm biệt ạ.